Chào mọi người ha, đã đến với kênh anh Bậm Vlog. Mọi người ơi, hôm nay anh Bậm cũng có xin một đôi lời tâm sự với quý vị khán giả và những người đã yêu mến kênh anh Bậm Vlog trong những thời gian qua. Thì nói chung thì bây giờ mình cũng xin nói thiệt, nói ra thì có thể mọi người cũng không tin nhiều. Hiện tại thì ví dụ mình nói cái đơn giản kênh của anh Bậm thì cũng đã được nút ba bạc YouTube ha. Vấn đề là lượng đăng ký thì cũng đã hơn 200 mấy chục ngàn người đăng ký rồi, nhưng mà cái vấn đề mình nói vấn đề về giờ mình cũng chia sẻ với vấn đề về doanh thu của một cái kênh nút bạc như vậy thì kênh nút bạc thật ra doanh thu nó cũng không có cao nghe mọi người. Thì nói chung là mình ở đây cũng dạng mình chia sẻ dạng cũng đủ sống qua ngày thôi, bởi vì doanh thu nó cũng không có cao như mọi người nghĩ đâu. Có mấy người kia mấy nói suy nghĩ là kênh nút bạc là thu nhập phải cỡ 100, thật ra không tới đâu mọi người. Thật ra nó còn chưa tới cái mẫn mà 50 đó mọi người ơi. Thì nói chung thì mình cũng đủ sống đồ, cũng đủ để trang trải sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Nên hôm gài mình cũng ít có ra video, bởi vì hiện tại là nó do vấn đề một là mình bận công chuyện nhiều, và thu nhập tháng vừa rồi á mình YouTube á thì mình tiền đô này kia rồi mình coi các khoản hết á thì nó chưa có được 50 nghe mọi người. Mà trong khi đó mà để một duy trì một kênh YouTube nó cũng tốn tiền nhiều lắm mọi người ơi. Vì vậy đa số đây mình tốn tiền mình không có đi sinh tồn nhiều được á, nên mình ở dưới quê này nè, mình cũng phải đi chợ mua đồ ăn, mua gạo thóc, mua cái này kia á, những cái vật dụng đó thì nói chung một tháng thì nó tầm hơn 10 triệu nha mọi người. Mà trong khi đó thì thu nhập của kênh mà nút bạc của mình hiện tại thì lượng người xem nó cũng ít nữa mọi người, nên thu nhập cũng không có được 50 nha mọi người. Thì nó xém thôi, nó chứ cũng không có được. Nên thành gửi ra đây nhiều khoản phải chi phí lắm. Nói chung mọi người có suy nghĩ đi. Hiện tại anh Bậm có nói ra một cái này mà mọi người có thể không tin nha. Hiện tại nó một cái này thậm chí anh Bậm còn không tin. Còn một cái thấy mà nó nghịch lý, một cái là ví dụ như mình nói vấn đề, ví dụ như mình thấy theo lẽ mọi người mình bây giờ mình nói đơn giản nè, ví dụ như mình thấy đồ ăn đồ uống ở trên mà ở thành phố á thì mọi người so với mà đồ ăn đồ uống mà ở chợ mà ở dưới quê chỗ anh Bậm đang sinh sống đây á thì mọi người thấy rồi đó. Bây giờ nó có một cái điểm nghịch lý như vậy, mọi người cứ suy nghĩ trên lý thuyết là sẽ về quê đồ ăn đồ uống rồi này, cá mắm hạt là cái thịt thà hạt gì nó sẽ rẻ hơn thành phố nghe mọi người. Nhưng mà cái đó là cái đó lý thuyết thôi, nhưng mà thực tế anh Bậm về đây anh Bậm sinh sống thì ở đây mình thấy nó một cái nó nghịch lý là đồ ăn đồ uống ở dưới quê mình thấy nó dưới đây nó bán sao mà nó đắt đỏ hơn thành phố. Nó một cái thành thử ra nó dẫn đến một cái mình cũng có tham khảo một số chỗ mà người bán ngoài chợ đó, thì họ nói là cái này là do họ bán liền hay sao, nói chung mình cũng không hiểu. Thì nói chung là hiện tại mình nói đơn giản là mình đi chợ là ở đây ở dưới quê mình đi chợ là ví dụ mình cầm cỡ 500 ngàn mua cũng không có được bao nhiêu đồ đạc đâu mọi người. Cá mắm hạt này kia nó bán vô chung rau củ quả này cũng rất là mắc. Rau củ quả mình anh Bậm nói nếu mà đi thường thường ha là nó cả 100 ngàn tiền rau củ quả nha mọi người. Nói chung ăn bán đồ mình cũng đơn giản thôi, cả 100 ngàn chưa có nó có kể mà tới vấn đề cá hạt cái chuột á, đắt đỏ vô cùng còn hơn tôm. Cái đó là một cái mình thấy nó nhiều cái nó cũng nghịch lý lắm ha. Thành thử ra thì quay YouTube nói chung thì anh Bậm cũng nhiều cái cũng nản lắm mọi người, bởi vì cũng buồn. Bởi vì kênh của mình á thì cũng đã nút bạc rồi, nhưng mà doanh thu thì nó chưa có được con số 5 thì cái đó mình cũng thấy cũng buồn lắm. Theo đúng lý là mình cứ nghĩ về quê đây nữa thì doanh thu nó sẽ trên con số 5 này nó sẽ ổn hơn. Rồi anh Bậm đang có nhiều kế hoạch và nhiều dự định lắm mọi người. Ví dụ như anh Bậm đang dự định sắp tới nếu mà tháng vừa rồi mà nếu mà nó thu nhập nó trên số 5 á thì anh Bậm có thể đầu tư vấn đề ví dụ như tôm Alaska hoặc là tôm hùm rồi đó để mình cải thiện cuộc sống hàng ngày. Bởi vì cuộc sống dưới quê đây cũng nhiều cái cũng chung cũng không khó lắm mọi người. Thì ở đây mình cũng phải muốn cải thiện cuộc sống hàng ngày đó,
cũng rất mong được mọi người khán giả được xem nhiều lên và chia sẻ cho anh em mà cộng đồng cho nhiều. Nói chung là mình hiện tại là mình cuộc sống nó vậy đó mọi người. Mọi người cũng xem nhiều lên để cho cái doanh thu mà trên dương nó trên số 5 đi, để mình trang trải cuộc sống hàng ngày cho nó khỏe mọi người, mình mới có động lực mình ra nhiều video cho mọi người xem giải trí đồ sau những giờ làm việc mệt nhọc và vất vả đó mọi người. Và hạnh phúc bên người thân, cái đó là cũng một cái mà anh Bậm cũng rất muốn là tạo những clip hay để mang đến niềm vui cho mọi người và san sẻ một phần mà do mọi người giải trí sau những giờ mệt nhọc. Nói chung đối với một người mà như anh Bậm thì cũng nói chung là cũng rất muốn ra nhiều clip lắm mọi người. Còn vấn đề thứ hai nữa là anh Bậm ảnh hưởng một vấn đề, đó là dàn tem là anh Bậm đã tan rã hết rồi mọi người. Cái đó cũng một cái là để ảnh hưởng mình không có ra clip nhiều. Và thứ hai là doanh thu nó không được con số 5. Đó thì nó là nhiều cái nó ảnh hưởng. Nó nói chung vậy đó, mà trong khi đó mình trang trải một tháng là có mua đồ ăn đồ mình quay clip ăn uống ẩm thực đó, một tháng mua ăn mọi người thấy ăn không có cái gì hết trơn đó, nhưng mà tháng đó nó trên con số 10 luôn mọi người. Thành thử ra mình cũng không có dư giả nhiều nghe mọi người, bất quá ở đây là đủ sống qua ngày thôi. Nói chung ăn cơm cháo đạm bạc rồi đó, nói chung cuộc sống là vậy. Đó thì nghề YouTube này thì nó vậy mọi người ơi. Đó thì nói chung thì mọi người cũng thấy đó, ở đây là cái chỗ mà cái kinh giống như cái kinh đê ở trước nhà mình nha mọi người. Thì kinh chỗ khu vực của mình đó thì hiện tại thì người ta cũng phúc đất và làm thêm một sắp tới làm một mùa vụ mới nè, để mình quay cho mọi người xem nè ha. Thì hiện tại thì cái chỗ của mình ở đây á, mọi người thấy không, cánh đồng quê ở đây thì người ta cũng đã phúc đất nè, ta làm thêm chuẩn bị mùa vụ mới nữa ha. Đó ở đây dịch thì nó vô ở đây nó ăn nó chạy đồng nè. Đó thì cỡ này nó là vậy đó mọi người ơi. Thì mình cũng xin thông báo cho mọi người và cũng muốn chia sẻ cho mọi người đôi lời. Nói chung làm nghề gì cũng vậy, mình không có như mình dự tính đâu mọi người ơi. Nói vấn đề ví dụ như mình đi làm mình cứ dự tính là mình hồi xưa mình cứ suy nghĩ mà nó đơn giản, kinh mà nút bạc đồ này kia đồ nó sẽ thu nhập cỡ trăm, nhưng mà thực tế tới cái đó mình suy nghĩ thôi, còn làm thực tế nó nhiều cái nó cũng gian khó lắm mọi người. Thu nhập nó cũng doanh thu nó cũng không có đến như mình kỳ vọng, cũng đó cũng cái mình cũng rất buồn thấy không, nhưng mà buồn thì thôi đó, nói chung nhiều cái cũng buồn lắm mọi người ha. Đó thu nhập mà về mình dưới con số 5 mình cũng buồn, nói chung bị doanh thu mà nó dưới con số 5 vậy buồn lắm, bởi vì nhiều cái mình phải trang trải trong cuộc sống mà xã hội này. Đó cũng rất mong sao mọi người cứ đăng ký và ủng hộ và xem clip thật nhiều đi, để những cái tháng sau nó thu nhập nó trên con số 5, mình sẽ đầu tư những món ăn như tôm hùm Alaska, hạt cua hoàng đế, hoặc là những cái hải sản đồ nó nhằm mục đích để cải thiện cuộc sống hàng ngày á. Rất mong mọi người xem nhiều và chia sẻ cho ông gái cho mọi người nha mọi người. Để nói chung mình vậy đó, nói chung mọi người cũng thông cảm đi ha. Thì hôm bữa nay mình cũng tiếp tục mình tâm trạng mình cũng còn đang buồn nên cũng chưa có ra clip được đâu nghe, mọi người thông cảm nha. Chắc mình cũng phải cho mình xin tạm dừng ra clip ít hơn, bởi vì mà mọi người thấy đó, lãnh mẫu lần lãnh lương xong là mình buồn mọi người. Nó mình không, bởi vì cái mình đặt ra là nó trên số 5 mà nó dưới số 5 cái bắt đầu thua. Nó tâm trạng nó không có tâm trạng ra clip luôn mọi người, buồn lắm. Phải như mình đặt ra số 5 mà nó ra được số 6 ha, cái bắt đầu là mình phái. Còn nó đặt số 5 mà chưa được số 5 mà thua. Đó bởi vì mọi người thông cảm ha, chắc có thể là mình tạm thời mình xin nghỉ, giống như mình xin nghỉ phép ít hôm nha mọi người. Ha, rồi chào mọi người ha. Chúc mọi người có ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân nha.